Mọi người xem trái hoa nè, to ha mọi người, gai nở nhìn thấy thương quá à. Ở phía bên kia, bên trong có một trái cũng tương đương đó à, mọi người. Để Phương chỉ cho mọi người xem ở đây nữa nè. Có mấy trái ở đây nữa nè. Nhìn thấy cưng quá ha. Bây giờ thì Phương sẽ hái trái này hen. Nè, mọi người nhìn thấy thương không? To ha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Phương mời mọi người cùng đi ra vườn hái rau với Phương cho vui nha. Đây là trái cà phổi trắng đó mọi người. Nhìn nó trắng tươi thấy thương quá à. Nó tròn do à, giống như là cái gì ta, giống như là quả trứng ha. Trứng ngỗng. À, Phương cũng mới trồng lần đầu thôi, Phương cũng thấy lạ cho nên Phương mua về trồng thử. À, nếu mà ăn ngon á thì mùa tới mình trồng thêm. Nhìn thấy cưng ha. Nó nhỏ nhỏ vậy nè, không có lớn nữa cả nhà. À, có loại dài nữa. Con này Phương mua loại tròn à. Nhìn giống cái quả trứng mà Phương mua về trồng thử. À, lúc nó còn nhỏ đó, cái trái mà còn nhỏ đó thì mình nhìn nó giống như là cái trái bóng bàn vậy đó. Rồi, bây giờ thì Phương hái được bao nhiêu nè? Được 7 trái. Bây giờ thì mình qua hái đậu bắp hết cả nhà. Đậu bắp của Phương hôm nay thì cũng cho trái được nhiều rồi nè. Bây giờ mình hái nha, trái non ào luôn á. Nhanh lắm cả nhà ơi. Cứ cỡ khoảng một tuần cái mà là mình thấy nó có trái nữa rồi. Nhanh lắm. Mà nếu như mà mình hái không kịp á là nó bị già. Đậu bắp này mình nướng ha, mình nướng ha, cái mình ăn với chao ha, là ăn hết sảy luôn đó. Còn hoặc là mình nấu canh chua cũng ngon nữa đó. Rồi bên đây này có thêm nữa nè. Đó, cực trái ha, thêm nữa nè. Đó, mình được nhiêu rồi nè. Rồi đây nữa nè. Còn đây nữa nè nha. Đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi hái leo nha. Mọi người thông cảm nha, một tay Phương cầm máy, một tay hái cho nên nó hơi chậm. Đó, mình hái được con trái này nó hơi ấy. Đây, ở đây mình còn 2-3 trái ở đây nè cả nhà. Đây, thêm một trái nữa hen. Cà trắng nhìn thương quá à. Đây còn 2 trái nữa nè. Đó, 1 trái nha. Rồi thêm 1 trái nữa nha. Và thêm 1 trái nữa. Cái gà bằng bếp này á, Phương trồng đủ thứ hết trơn. Nào là dưa leo, đậu bắp, mướp, bí, gà tomat, rau cần tây, đủ thứ hết trơn. Cái chút chồng thích quá à cả nhà ơi. Đây nè, còn đây nữa nè, đó một trái nữa ha, thêm trái nữa nè, đây trái nữa nè. Đây nhìn ngơi hết nha. Vậy mình cũng được bộn dưa leo bộn à. Rồi bây giờ mình đi hái ớt nha. Ớt chín cũng nhiều rồi nè cả nhà, tươi à. Cái ớt này nè, nó cũng giống như là ớt sừng trâu ở bên Việt Nam vậy đó, nó không có cay hung. Ớt này mình làm mà mình ngâm chua ngọt, hoặc là mình ngâm nước mắm nè, mình bồng ra, hoặc là mình bỏ trong ngăn đá đó, mình để xài dần. Ở Phương đó thì Phương hái một lần nhiều vậy đó. Cái Phương để dành cho ông xã làm sausage. Cái đỏ cũng nhiều ghê, còn lại trái xanh nhóc hết trơn nè cả nhà. Cái này có thể là 2 tuần sau mình hái nữa là được rồi đó. Rồi còn cây ớt này á là không phải là cây ớt ăn sống giống như cái ớt hồi nãy nha cả nhà. Cái ớt này á là cái loại ớt mà để mình chiên xào nấu nướng á. Giống như là ớt chuông của mình, ớt Đà Lạt đó, thì nó không có cay, nhưng mà ớt này thì nó hơi cay hơn ớt Đà Lạt một tí. Ăn cũng rất là ngon, chiên xào nấu nướng á, chứ mình không có ăn sống được. Ăn sống nó hơi cay. Phương cũng trồng được 2 cây. Mua chung một pack với lại ớt sừng trâu á, thì nó cho mình 2 cây này, 2 cây kia. Và Phương hái mấy cái trái này nè, nó già, trái nào hơi già Phương hái đi để chừa lại mấy cái trái non nó lớn nha. Chứ cây nhiều trái quá thì trái nó cũng không có lớn, không có to nhiều nữa cả nhà. Còn đây là ớt này là giống như là ớt kiểng ở bên Việt Nam mình, mà cái Tết người ta hay mua về chưng á. Cay, ớt này cay đó mọi người. Đẹp nhiều. Bữa Phương thấy nhiều trái chín lắm, không kịp ra hái à, chắc chim ăn quá à. Rồi bây giờ mình tới hái ớt chuông hết cả nhà. Ớt chuông của Phương nè, trái cho nhiều mà Phương lu bu á, Phương không có đi ra lặt lá nó được, cho nên cây nó nuôi lá một phần, cho nên trái nó hơi nhỏ nè. Ớt này mình đem vô dùng thịt ăn ngon lắm. Thế vậy chứ ở phía trong này nè, trái nhiều lắm đó mọi người. Trái nhỏ nhỏ không à, vì nó nuôi lá, cây nó nuôi lá quá trời luôn rồi. Để nữa Phương nhặt lá nó để cho trái nó có to, trái to cỡ này thôi chứ nó không có to nữa. Mọi người xem trái hôm qua nè, to ha mọi người, gai nở nhìn thấy thương quá à. Ở phía bên kia, bên trong có một trái cũng tương đương đó à, mọi người. Để Phương chỉ cho mọi người xem ở đây nữa nè, có mấy trái ở đây nữa nè, nhìn thấy cưng quá ha. Bây giờ thì Phương sẽ hái trái này ha. Nè mọi người nhìn thấy thương không? To ha. Wow, trái hoa quả nè, bự ha ha mọi người. Để vô cái chiều dài nó muốn bít luôn cái dĩa luôn rồi. Bây giờ mình vô mình hái trái. Ôi, cà, cây cà nó mọc gian ra nè, nó gian vô mới được. Rồi Phương sẽ hái theo một trái này nữa nha. À, trái này cũng cắt được rồi nè, để Phương cắt thêm trái này nữa ha. Wow, hai trái to ha cả nhà. Để vô cái dĩa cái là muốn bích hết cái dĩa của Phương này. Kế bên dây cổ qua là Phương có trồng thêm dây đậu rồng nè mọi người, nhưng mà hiện tại thì chưa có trái. Để khi nào có trái đó Phương sẽ làm cái clip cho mọi người xem nhé. Như vậy là hôm nay Phương thu hoạch được ớt chuông nè, khổ qua, cà phổi, dưa leo, đậu bắp và ớt nữa. Phương xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Phương rất cảm ơn mọi người đã xem video này của Phương. Nếu như mọi người thích thì xin hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Phương nha, để kênh được phát triển. Và cũng đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Phương. Bây giờ thì Phương xin chào tạm biệt. Xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an.